Nếu như hai bài ca dao đầu là tiếng hát than thân, thì những bài còn lại là tiếng hát yêu thương tình nghĩa. Ca dao về tình yêu đôi lứa đặc biệt phong phú trong kho tàng ca dao Việt Nam. Bài ca dao này nói về tình yêu lứa đôi bị lỡ dở, nên tâm trạng của nhân vật trữ tình đau đớn, chua xót, càng da diết nhớ thương, đợi chờ. Trèo lên cây khế nửa ngày, ai làm chua xót lòng này khế ơi. Mặt trăng sánh với mặt trời, sao hôm sánh với trao mai chằng chằng. Mình ơi có nhớ ta chăng, ta như sao vượt chờ trăng giữa trời. Bài ca dao sử dụng thể thơ lục bát với nhịp ngắt, giọng điệu thích hợp để diễn tả những tâm tư, tình cảm của con người. Mô típ mở đầu trèo lên diễn tả những hành động trái với thông thường, những cảm xúc xáo trộn, bất an trong tâm hồn của các chàng trai khi lỡ duyên, thất tình. Mô típ mở đầu này cũng được xuất hiện trong một loạt những bài ca dao khác. Trèo lên cây gạo cao cao, thấy cây gỗ mục càng bào càng mong. Trách người làm mối không xong, để cho đôi lứa long đong thế này. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng rồi anh tiếc lắm thay. Ba đồng một mớ trầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lồng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra. Không chỉ có mô típ mở đầu, tác giả còn sử dụng biện pháp tu từ với một độ dày đặc. Trước hết là câu hỏi tu từ, ai làm chua xót lòng này khế ơi. Đại từ phiếm chỉ ai, xoáy sâu tố cáo các thế lực, đối tượng gây nên nỗi đau khổ của chàng trai, cũng tức là gây nên sự chia cắt tình yêu của đôi lứa. Đó là những thế lực, những hủ tục bất công, ngang trái của xã hội phong kiến. Không chỉ có câu hỏi ai làm chua xót lòng này khế ơi, trong bài ca dao còn có một câu hỏi tu từ khác. Mình ơi có nhớ ta chăng? Nhắc nhớ đồng thời cũng là để bộc lộ, khẳng định nỗi nhớ cồn cào da diết. Ngoài ra, tác giả sử dụng cách chơi chữ chua xót lòng này. Chua xót chính là cảm nhận vị giác của quả khế chua, nhưng sâu xa hơn là nỗi lòng của mình. Nhân dân mượn cảm nhận vị giác để diễn tả nỗi lòng, đó là sự chua xót, đau khổ, bẽ bàng của chàng trai khi không bảo vệ được tình yêu. Ngoài ra còn có những cặp hình ảnh ẩn dụ, mặt trăng, mặt trời, sao hôm, sao mai. Kết hợp với các cặp hình ảnh ẩn dụ này là điệp cấu trúc, mặt trăng sánh với mặt trời, sao hôm sánh với sao mai chằng chằng. Để nhấn mạnh, khẳng định, dù chúng ta không thể nào trùng phùng, không thể nào đến được với nhau như mặt trăng và mặt trời, như sao hôm và sao mai, thế nhưng chúng ta vẫn tương xứng trong vẻ đẹp vĩnh hằng. Ánh sáng của mặt trăng nhờ mặt trời mà có, sao hôm và sao mai là một. Chúng ta không đến được với nhau nhưng luôn luôn hướng về nhau và vẫn là một. Đặc biệt, biện pháp so sánh ta như sao vượt chờ trăng giữa trời. Chàng trai tự sánh mình với sao vượt đã khẳng định tình yêu chung thủy của mình, đồng thời cũng diễn tả nỗi cô đơn tột cùng của ngôi sao vượt vỏ võ trông chờ, sự đau khổ khi chờ đợi. Trong tình cảm nồng nàn ấy, tình cảm của mình như ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời, qua đó khẳng định vẻ đẹp của tình yêu tỏa sáng như trăng, như sao. Chàng trai hỏi cô gái để tự bộc lộ lòng mình, tiếng gọi mình ơi, tha thiết, trìu mến, lời hỏi có nhớ ta chăng, nhưng để khẳng định nỗi nhớ thương thường trực của mình. Hình ảnh so sánh sao vượt ấy chính là sự chờ đợi trong mỏi mòn. Để cuối cùng, bài ca dao diễn tả nỗi đau khổ của chàng trai khi duyên kiếp không thành, qua đó khẳng định tình cảm thủy chung, gắn bó son sắt của mình, đồng thời gián tiếp lên án các thế lực, hủ tục chia rẽ tình yêu đôi lứa. Nếu như bài ca dao này là lời yêu thương của chàng trai, thì ở bài tiếp theo là lời của cô gái. Với nỗi niềm thương nhớ người yêu, khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt. Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai, mắt ngủ không yên. Đêm qua em những lo phiền, lo vì một nỗi không yên một bề. Chúng ta thấy rằng nỗi nhớ là hiện thân của tình yêu, nhưng nó vốn trừu tượng. Như Nguyễn Công Trứ đã viết,
tương tư phải cái nó làm sao, muốn vẽ mà vẽ chơi vẽ được nào. Trạng thái yêu thương, mong nhớ, giận hờn, nhất là trong tình yêu trai gái, là những trạng thái tình cảm trừu tượng nhưng con người luôn luôn mong muốn được giải bày, sẻ chia. Ca dao có rất nhiều cách diễn tả trạng thái tình cảm phong phú, tinh tế, thẳm sâu trong tâm hồn con người. Có nỗi nhớ thương được diễn tả trực tiếp, tôi thương người ấy nhiều nhiều, người ấy thương lại bao nhiêu mặc lòng. Có nỗi nhớ vật chất hóa các trạng thái tình cảm vốn ở dạng trừu tượng. Nhớ ai bồi hồi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Bài ca dao khăn thương nhớ ai này lại có nét riêng, độc đáo trong cách diễn tả. Như Hoài Thanh nhận xét, tôi cho đây là một trong những bài ca dao hay nhất Việt Nam. Cái hay toát ra trước hết ở những đặc sắc nghệ thuật. Tác giả dân gian sử dụng thể thơ kết hợp giữa thể vãn 4 và lục bát. Nhịp ngắt đều đặn 2-2, phù hợp diễn tả tâm tư tình cảm của con người. Cũng phải nói thêm rằng, vãn 4 là câu thơ nói về những hình ảnh ngoại hiện, giải bày gián tiếp tâm trạng của con người. Câu thơ lục bát diễn tả trực tiếp tình cảm. Trong những câu ca dao có kết hợp thể vãn 4 và thể lục bát cũng thể hiện điều này như: hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy, hòn đá bạc đầu bởi tại xương xa. Em thương anh không dám nói ra, sợ mẹ bằng đất, sợ cha bằng trời. Em thương anh cũng muốn kết đôi, sợ vầng mây bạc giữa trời mau tan. Nỗi nhớ thương của nhân vật trữ tình được gửi để gắm kín đáo qua các vật thể quen thuộc, qua biện pháp nhân hóa. Khăn thương nhớ ai? Đèn thương nhớ ai? Lựa chọn biểu tượng khăn để gửi gắm nỗi nhớ đã là lựa chọn chính xác. Song điều đáng chú ý ở đây là sự thể hiện trạng thái của cái khăn. Khăn không nằm yên một chỗ mà luôn vận động trong các trạng thái đa chiều, đối lập. Rơi xuống, vắt lên, chùi nước mắt. Trạng thái vận động của khăn biểu tượng cho nỗi nhớ thương bồn chồn, khắc khoải, ngồi đứng không yên của nhân vật trữ tình. Nhiều bài ca dao đã diễn tả sinh động nỗi lòng tương tư, sầu muộn của những kẻ đang yêu như vậy. Nhớ ai nhớ mãi thế này, nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn. Đêm nằm lưng chẳng dính giường, mong cho đến sáng ra đường gặp em. Cô gái hỏi khăn rồi hỏi đèn. Đèn là biểu tượng cho thời gian về đêm với sự ngóng vọng, đợi chờ. Nếu khăn rơi xuống đất, vắt lên, chùi nước mắt, xô lịch trong không gian đa chiều, thì đèn biểu trưng cho sự chuyển hóa của thời gian. Nỗi nhớ từ ngày chuyển sang đêm thường được biểu trưng bằng hình ảnh ngọn đèn trong ca dao. Đèn thương nhớ ai mà đèn chẳng tắt, ta thương mình nước mắt nhỏ xa. Đêm khuya thắp chút dầu dư, tim lan cháy lụi sầu tư một mình. Đêm qua thắp đọi dầu đầy, bắc non chẳng cháy, oan mày dầu ơi. Như vậy, bằng biện pháp nhân hóa, tác giả đã nhờ các sự vật vô tri nói hộ tâm tư, tình cảm, nỗi lòng của mình. Không chỉ có biện pháp nhân hóa mà còn sử dụng biện pháp hoán dụ, mắt thương nhớ ai, mắt ngủ không yên. Tác giả dân gian lấy một bộ phận để chỉ toàn thể, từ đôi mắt thấy được nỗi lòng của cô gái, vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt giúp bộc lộ trực tiếp tình cảm, dường như cô gái không kìm giữ được tiếng lòng thổn thức của mình nữa, mà nỗi nhớ được trào dâng theo sự bộc lộ tự nhiên. Sự lựa chọn hình tượng để biểu đạt tâm trạng thật hợp lý, nhất quán. Đôi mắt ấy là cửa sổ tâm hồn. Tác giả dân gian sử dụng biện pháp hoán dụ, lấy mắt để chỉ nhân vật trữ tình. Đèn không tắt vì thương nhớ, làm sao mà mắt có thể ngủ yên khi khăn, đèn cũng thao thức, khắc khoải. Cũng chính là những hình ảnh biểu đạt cụ thể nhất của tình yêu. Sau này, nhà thơ Xuân Quỳnh cũng nói về nỗi nhớ ấy trong tình yêu. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước. Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng những câu hỏi tu từ: khăn thương nhớ ai, mắt thương nhớ ai, đèn thương nhớ ai. Những câu hỏi này không phải để hỏi, mà là để bộc lộ nỗi nhớ khắc khoải, da diết, thường trực. Kết hợp với biện pháp điệp cấu trúc, điệp từ đã khẳng định nỗi nhớ thường trực, da diết, khắc khoải khiến nhân vật trữ tình cảm thấy cồn cào, bất an. Bài ca dao đã bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ người yêu của cô gái tha thiết, mặn nồng. Nỗi nhớ ấy được diễn tả thông qua những hình ảnh ngoại hiện, đó là khăn, mắt, đèn, khăn rơi xuống đất, khăn vắt lên vai, khăn chùi nước mắt. Chính là tâm trạng rối bời, lo lắng, bất an, đau khổ trong nhớ nhung. Hình ảnh đèn không tắt
và mất ngủ không yên, diễn tả nỗi nhớ đến trằn trọc, thao thức, không ngủ được. Tình yêu như thế tha thiết, sâu nặng. Ngoài ra, nỗi nhớ còn diễn tả trực tiếp qua hai từ lo phiền và không yên. Lo lắng, bất an, dự cảm về những bất chắc, vì người con gái không tự được quyền quyết định tương lai, hạnh phúc của mình. Cô gái ấy thành thực với nỗi lòng của mình, cũng chứng tỏ tình yêu chân thành, tha thiết và khắc khoải. Nếu như bài ca dao này là nỗi nhớ tha thiết trong tình yêu, thì bài ca dao tiếp theo là một ước muốn mãnh liệt. Ước gì sông rộng một gang, bắc cầu giải yếm để chàng sang chơi. Bài ca dao tiếp tục sử dụng thể thơ lục bát với mô típ đầu quen thuộc ước gì, thể hiện mong muốn được gắn kết, được nên đôi của các chàng trai cô gái. Bài ca dao cũng tạo lập được một cặp hình ảnh biểu tượng dòng sông và cây cầu. Dòng sông là biểu tượng cho những gì cách trở, cây cầu là biểu tượng cho sự vượt lên những cách trở để đến được với tình yêu. Mô típ mở đầu ước gì kết hợp với biểu tượng dòng sông và cây cầu rất quen thuộc trong ca dao. Khi yêu nhau, người ta có nhiều ước muốn, nhưng ước muốn cháy bỏng nhất đối với những đôi lứa cách xa nhau là được ở bên. Ví dụ, cây hàn the, lá hàn the, ước gì cô ấy được che đầu này. Anh còn son, em hãy còn son, ước gì ta được là con một nhà. Hay trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Trong ước muốn đó, có ước muốn hai bên trai gái được vượt qua đôi bờ xa cách. Cái cầu xuất phát trở thành biểu tượng của những sứ giả nối liền tình yêu. Cái cầu xuất hiện trong ca dao khá đa dạng. Ngoài những cây cầu có thực như cầu tre lắt lẻo, cầu ván đóng đinh, thì trong ca dao còn một loạt hình tượng những cây cầu ảo chỉ tồn tại trong tưởng tượng như cầu cành hồng, cầu ngọn mùng tơi, cầu cành trầm. Đôi ta cách một con sông, muốn sang anh ngả cành hồng cho sang. Gần đây mà chẳng sang sông, để em ngắt ngọn mùng tơi bắc cầu. Sợ rằng chàng chẳng đi đâu, cho tốn công thợ, cho sầu lòng em. Sông rộng một gang, dòng sông chỉ xuất hiện trong tưởng tượng, trong mơ ước của cô gái. Cô gái ước muốn rằng khoảng cách của hai ta, những cách trở của đôi mình được rút ngắn một cách tối đa. Ứng với con sông rộng một gang là cây cầu dài yếm. Cây cầu này là biểu tượng vượt lên những cách trở. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng cô gái. Cây cầu gợi ra sự mềm mại, duyên dáng, đồng thời cũng là mong ước rất táo bạo. Mong muốn khoảng cách, sự cách trở giữa anh và em được rút ngắn lại để tạo được những điều kiện mở lòng chờ đón chàng trai. Chúng ta thấy có một loạt những cây cầu hồng, cầu mồng tơi, nhưng chưa có một cây cầu nào độc đáo như cầu dài yếm. Cầu dài yếm mềm mại, gợi cảm là đặc trưng của người phụ nữ, có sự gợi cho những điều không thể nói bằng lời, vượt tinh nghịch hồn nhiên trong ước vọng tình yêu mà nhân vật trữ tình là người con gái dám thổ lộ. Qua bài ca dao, chúng ta thấy được ước muốn của cô gái muốn rút ngắn khoảng cách về mặt địa lý, khoảng cách của trái tim, vượt qua những ngáng trở để đón nhận tình yêu. Chủ thể của ước muốn của lời tỏ tình là một cô gái trong xã hội xưa, cho thấy sự táo bạo. Người con gái đã vượt qua những rào cản của lễ giáo phong kiến để chủ động và tự tin đi tìm hiếm tình yêu và hạnh phúc. Ở bài ca dao cuối cùng, chúng ta sẽ thấy được nghĩa tình vợ chồng thủy chung gắn bó. Muối ba năm muối đang còn mặn, gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, có xa nhau đi nữa cũng 36.000 ngày mới xa. Thể thơ song thất lục bát đã phù hợp để diễn tả tình cảm, nghĩa tình vợ chồng rào rạt. Muối và gừng trước hết là những gia vị trong bữa ăn hàng ngày của mỗi người, mỗi gia đình. Không cao sang, đắt đỏ nhưng vô cùng cần thiết. Vị mặn của muối, vị cay nóng của gừng không thay đổi theo thời gian. Ngược lại, càng làm cho nó thêm thử thách với những thuộc tính vốn có của nó, trở thành biểu tượng của những gì không thay đổi. Tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Bao giờ muối lạt chanh thanh, em đây mới dám bỏ anh lấy chồng. Gừng già, gừng rụi, gừng cay, anh hùng càng cực, càng dày nghĩa thân. Vì những đặc tính ấy mà muối, gừng trở thành biểu tượng của sự thử thách, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi để càng nghĩa tình sâu nặng, đậm đà. Được dùng làm biểu tượng cho sự son sắt, bền chặt, thủy chung, gắn bó của vợ chồng.
những cặp từ sóng đôi. Trong biện pháp điệp cấu trúc, muối 3 năm muối đang còn mặn, gừng 9 tháng gừng hãy còn cay. Gừng cay, muối mặn, 3 năm, 9 tháng, tình nặng, nghĩa dày, với sự đối thanh, đối ứng hài hòa, đã khẳng định nghĩa tình thủy chung gắn bó, khẳng định sự bền chặt của gia vị cũng là sự bền chặt của nghĩa tình. Số từ 36.000 ngày là con số 100 năm cũng chính là ước lệ cho một đời người, để khẳng định chỉ có cái chết mới chia cắt được đôi ta, khẳng định tình nghĩa vợ chồng sâu nặng. Bài ca dao ngắn nhưng khẳng định ngợi nga nghĩa tình vợ chồng gắn bó thủy chung. Ca dao nói về tình nghĩa vợ chồng thường nhắc đến tình và nghĩa. Đạo lý của con người Việt Nam nói chung, tình cảm vợ chồng nói riêng luôn đề cao tình và nghĩa như vậy. Củi than nhem nhuốc với tình, ghi lời vàng đá xin mình chớ quên. Qua 6 bài ca dao, chúng ta đã tìm hiểu được đời sống tâm hồn, tình cảm của nhân dân lao động Việt Nam. Qua đó thấy được những đặc sắc nghệ thuật của thể loại sống mãi này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học lần sau.